Chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tùy chỉnh hình dáng thang Nội dung bài học sẽ bao gồm à, về vấn đề hướng và đổi hướng thang khi chúng ta dựng lên Và hướng dẫn tùy chỉnh hình dáng thang Và cũng như là chỉnh thang bằng công cụ Edit Sketch Trong bài học trước thì mình đã hướng dẫn các bạn tạo ra cái thang rồi đúng không? Đấy, các bạn đã tạo ra được cái thang thẳng này Thang có chữ nghỉ, thang chữ U, thang chữ L rồi Rồi, ok thì hôm nay chúng ta sẽ cùng à, học về tùy chỉnh một chút về thang nhé. À, tùy chỉnh đầu tiên mà các bạn có thể thiết lập đó chính là thiết lập về hướng thang. À, sau khi các bạn vẽ thang rồi, thì giả sử như cái hướng thang các bạn đang là chiều chiều này lên chiều này. Nên giả sử các bạn muốn đổi chiều, các bạn muốn từ chiều này lên chiều này hoặc là từ chiều này lên chiều này ngược lại làm sao? Thì các bạn chỉ việc đó là kích vào cái thang, các bạn kích vào cái thang cho mình và nó sẽ có cái mũi tên đây này. Đấy, thì các bạn có thể đảo chiều cái thang này bằng cách kích vào cái mũi tên này thì lập tức cái thang chúng ta sẽ bị đảo chiều bạn thấy chưa thang này đã lập tức được đảo chiều rồi Đấy, ví dụ như cái này Đấy, các bạn thấy chưa Đấy. ok cái đầu tiên các bạn đã biết đó là đảo chiều thang cái thứ hai chúng ta sẽ tùy chỉnh một chút về hình dáng thang nhé giả sử như mình sẽ uh, mình chọn cái thang này mình edit Arista. Thì các bạn thấy sau khi chúng ta vẽ thang rồi các bạn hoàn toàn thể edit để vào cái giao diện chỉnh thang thì đây các bạn có thể chỉnh cái gì nhỉ Chúng ta có thể chỉnh ví dụ như là các bạn có thể chỉnh chỉ chiều rộng của thang với cái thang này thì mình kéo kích vào mũi tên mình kéo ra này Đấy Thì các bạn sẽ thấy chúng cái thang của ta nó sẽ to ra Các bạn thử kéo ở đây nhé Đấy. Các bạn kéo đồ này nó thụt đồ kia thôi Đấy, thì các bạn có thể tùy chỉnh cái hình giá thang đây là cách đầu tiên Đấy. cái thứ hai thì các bạn có thể tùy chỉnh chỉnh giả sử mình chọn cái thang này mình cũng edit stair thì các bạn có thể kích vào từng cấu kiện do cái thang này là nó cái thang này này thì nó chỉ có một cái chiếu lên đi lên còn thang này thì nó gồm hai chiếu lên một cái chiếu nghỉ thế nên các bạn có thể kích vào từng cấu kiện Đấy. mình đã nói rồi mà chúng ta dựng tham bằng uh, stair by component các bạn nhớ không nhỉ thế nên đây là cái từng cấu kiện và khi các bạn kích vào từng cấu kiện thì chúng ta có thể tùy chỉnh từng cái như cái này nó to ra này đấy thì tất nhiên cái chiếu nghỉ nó đi theo và các bạn có thể chọn mỗi cái chiếu nghỉ này đấy, đi to ra này đấy, tất nhiên thì cũng ít khi chúng ta làm cái này trong thực tế đúng không nhưng đây chỉ mình chỉ nói là chúng ta hoàn toàn có thể tùy chỉnh được đấy các bạn thấy chưa đấy. rồi thì đây cũng là một cách để các bạn tùy chỉnh thang và chỉnh sau thì các bạn có thể finish đấy Đấy chưa? Rồi, tiếp theo. À, mình sẽ quay tiếp với cái thang này. à, mình sẽ lại edit à, stack. ok. Thì tương tự chúng ta cũng có thể kích vào từng cấu kiện và chúng ta kéo như này nhá. Đấy. Ok chưa? Thế cái giả sử các bạn thấy cái thang này nó sẽ có cái đặc điểm là như sau. À, cái thang này nó có cái đặc điểm đó là ở đây nó có cái chiều đi lên và nó chiều rẽ bên này. Giả sử các bạn muốn cái thang của mình là nó sẽ có uh, một chiếu đi lên thế này và các bạn sẽ có thêm một cái chiếu đi lên bên này nữa tức là đến đây có thể rẽ sang hai hướng thì làm như nào thì các bạn hoàn toàn có thể bằng cách như sau các bạn có thể uh, dùng cái các bạn chọn cho mình cái này này được chưa sau đấy các bạn sử dụng cơ lệ miro và mình sẽ miro theo trục sau đấy thì mình sẽ pick vào tâm của cái thang này nhớ là chọn tâm nhá đấy kích vào ở đây thì mình sẽ có thể kéo nó để nó giao với nhau đấy, các bạn thấy chưa nó giao với nhau các bạn cái quan trọng là các bạn phải kéo nó giao với nhau nhé đấy đây nó vẫn chưa giao đâu bởi vì các bạn thấy vẫn thấy chúng ta vẫn có một cái uh, Springer ở đây Tức cái dầm ở đây thì các bạn phải kéo nó giao với nhau như này, này đấy bây giờ và các bạn finish các bạn thấy này Thang chúng ta đã đổi hướng sang hai bên thấy chưa ạ đấy ý mình mới nói đây là các bạn hoàn toàn thể sao chép các cấu kiện ví dụ mình áp dụng cho tương tự cái này mình chọn cái này, này. mình edit style đấy các bạn tương tự các bạn có thể kéo cái này hoặc các bạn có thể điều chỉnh các kích thước đây nhá hay các bạn có thể điều chỉnh kích thước đây này hoặc đây này đấy, ví dụ đây một hai không không rồi à, cái giả sử các bạn muốn cái thang này một chiều đi lên một chiều này đi lên nữa thì các bạn hoàn toàn ai chọn đây này, này à, miro nó ở đây thì mình phải miro theo trục này. đấy mình chọn cái này miro ở đây nhớ miro bằng lại copy nha các bạn rồi đấy thì bạn thấy đây chúng ta sẽ có cái thang hình dáng này thấy chưa đấy thì bạn nào mà từng bạn các bạn nào học trường xây dựng đào xây dựng thì bạn thấy thì ở cái nhà nhà H2 chúng ta có cái thang nó cái này đi lên sau cái này đi lên đây là đi lên đúng không? Thì các bạn hoàn toàn có thể ứng dụng các lệnh tương tự. Ở đây các bạn chỉ việc là đối xứng hai cái anh này sao bên cho nhau nữa là các bạn hoàn toàn có thể tạo ra cái thang của nhà H2 để sử dụng. Đấy chưa Thì như vậy thì các bạn đã có thể chỉnh sửa cái thang bằng cái lệnh edit stair này rồi, Đấy chưa Ngoài ra thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một chút nữa về cái lệnh edit sketch như sau. Và các bạn chọn cái thang này và chúng ta sẽ chọn là edit stair các bạn thấy đây, ở đây chúng ta sẽ có một công cụ đó công cụ Eric Sketch này thì để sử dụng công cụ này thì các bạn phải chọn cái thang này này và các bạn phải convert nó cái thang chúng ta đang là thang cấu kiện 3D các bạn phải convert nó sang dưới dạng sketch thì bạn kích vào convert này các bạn để ý nha đang thang 3D này kích vào convert và sau đấy các bạn chọn nó này thì chúng ta có lệnh edit sketch đấy thì nó sẽ dưới về dưới dạng 2D các bạn thì dưới dạng 2D thì các bạn thấy chúng ta sẽ có các nét bao gồm nét xanh này là nét boundary tức là nét sẽ quy định hình dáng của thang nét riser tức là tương ứng với nét quy định cái bậc thang và step -up, quy định với cái nét quy định cái chiều lên của thang là cái nét này thì giả sử các bạn hoàn toàn có thể xóa cái nét này mình có thể chọn nét boundary thì sẽ vẽ cho nó một cái thang cong chẳng hạn đấy bây giờ sau đấy thì các bạn sử dụng cái lệnh trim extend này thích vào đây nối toàn bộ cái đống này lại với nhau nhớ phải nối với nhau nhé đấy. ok sau đấy các bạn thử finish này đấy finish và đây bạn thấy chưa cái thang chúng ta đã thay đổi hình dáng rồi đấy đấy và ví dụ mình sẽ áp dụng với cái thang này chẳng hạn với cái thang này nhá nghe reset sau đấy mình sẽ chọn cái chiếu nghỉ này mình convert edit sketch Giả cái chứng nghỉ này mình muốn có hình dáng khác. Mình chọn boundary. Ví dụ đây là cong chẳng hạn. Ví dụ này. Đấy. Bạn thấy chưa? Ví dụ thế. Rồi, nhớ là phải kín với nhau nhé Đấy. finish. Finish. Đấy thì với cái lệnh edit sketch này thì các bạn có thể tùy biến cái thang chúng ta ra hình dạng rất là thú vị bạn thành ngoằn nghèo uốn éo thế nào rất là dễ dàng được chưa đấy ok và như vậy thì mình nghĩ là với công cụ edit e sketch này các bạn hoàn toàn có thể tạo ra được những cái thang có hình dáng mà các bạn mong muốn tuyệt vời không như vậy trong bài học ngày hôm nay các bạn đã được học về cách à, hướng đổi hướng thang hướng dẫn tùy chỉnh hình dáng thang với edit và chỉnh thang tự do bằng cái công cụ edit sketch đặc biệt trong cái công cụ edit sketch này nó sẽ giúp các bạn có những cái nhìn nhìn đầu tiên cái hiểu biết đầu tiên để có thể sử dụng cái công cụ vẽ thang bằng công cụ stair sketch sky by sketch được chưa thì các bạn hãy cố gắng thực hành để có thể làm chủ thang với những công cụ này nha xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau